má, trà thải nấm. Trong tất cả các loại đồ uống thì các chị có thể không lấy cái gì đấy, nhưng mã collagen và đặc biệt đối với trà thải nám này, em khuyên các chị, nếu như khách hàng là nám nội tiết, nếu như khách hàng là nữ giới mà sợ bị khô hạn, các chị nào bị rối loạn kinh nguyệt, các chị hãy sử dụng em này, nó sẽ điều hòa kinh nguyệt các chị là một. Điều hòa kinh nguyệt là một. Gì nhỉ? Mờ nám mảng tàn nhang là 2, trắng da là 3, giải rượu là 4, mát gan là 5. Mát gan là 5. Đối với khách hàng da mụn, các chị uống cái này nó sẽ làm mát gan và không bị lên mụn mọi người nhá. Nội tiết rối loạn, sử dụng cái này sẽ cân bằng nội tiết cho các chị luôn. Ai bị viêm nhiễm phụ khoa sử dụng cái này, khỏi cả viêm nhiễm phụ khoa. Đó, cái ưu điểm nó rất là nhiều. Và đặc biệt, khi mà người hỏi là cái này có phải ngừng khi sử dụng hay không, các chị uống cả đời cũng được luôn ạ. Mỗi ngày chỉ cần một gói thôi, 1 đến 2 gói, một gói thôi là chúng ta đã có một cái cơ thể sạch. Một cái cơ thể sạch. Và đây là một cái sản phẩm mà hát rất là tự hào.